Em xin chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu đến mọi người một cái set vừa tủ và vừa gương cộng kệ kính nha mọi người. Đây à, cái này là cái tủ. Cái tủ chậu lavabo. Cái đây là cái chậu lavabo và nó đi kèm thêm cho mình đó là một cái khung nhôm ạ. Khung nhôm phun sơn tĩnh điện màu đen. Đây ở dưới đây. Cái không gian dưới đây là mọi người đựng đồ nha, mọi người đựng đồ nha, như là xà bông hay là dầu xả, sữa tắm rồi đó. Đây ạ, cái khung này mình thì tiết kiệm thêm được cái khung này ạ. Ở trên đây là cái chậu ạ, chậu này là chậu treo nha mọi người, chậu này là chậu treo ạ. Đây, chậu này rất là đẹp. Đây ạ, chậu đây ạ. Dạ đây. Kích thước của cái chậu này là 37 x 52 nha mọi người. Từ trong tường rộng ra là 37. Còn bên đây mình xem bên đây là 52 à. Đây ạ. Đây. Và cái đây là cái kệ kính nha mọi người. Đây là cái kệ kính ạ. Kệ kính đây. Kệ kính này là kệ kính cũng nhôm phun sơn tĩnh điện nha mọi người. Màu đen. Đây ạ. Còn cái đây là cái gương. Gương đây. Đây là cái gương, gương này rất là đẹp. Đây là nguyên cái bộ ạ. Nguyên cái bộ nó bao gồm 3 món nha mọi người. Đó là một cái chậu lavabo kèm cái khung và một cái kệ kính và một cái gương. Này.